khoản vay vô nghĩa của Ukraine. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, gói viện trợ khủng mà Mỹ hứa hẹn sẽ thông qua cuối cùng chỉ là một thủ thuật cao tay mà giới tài chính gọi là kỹ thuật ném tiền từ tay trái sang tay phải. Bất ngờ ở chỗ, kỹ thuật ném tiền thông qua viện trợ này đã khiến Mỹ thu được một khoản lời khổng lồ và nhấn chìm thêm Ukraine xuống một tầng bùn lầy sâu hơn. Truyền thông Mỹ cũng đang nói tới những thất bại thảm hại của quân đội Ukraine trên chiến trường, nhưng người ta vẫn nhìn thấy thông tin về tinh thần chiến đấu bất diệt của binh lính Ukraine. Họ không biết mệt mỏi, họ không sợ chết. Điều gì ẩn giấu phía sau quân đội này? Đó là một bí mật động trời đã được tiết lộ. Và Hoàng Hải xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Miếng phô mai chỉ có sẵn trên bẫy chuột. Sự thật về gói viện trợ. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng miếng phô mai chỉ có sẵn ở trên cái bẫy chuột. Sau chuyến công du của Tổng thống Ukraine tới Hoa Kỳ, một gói viện trợ khổng lồ đã được chuẩn bị dành cho chính quyền Kiev. Khi truyền thông phương Tây rầm rộ đưa tin về những gói viện trợ này, thì nhiều người đã tiến hành bóc tách để xem khoản tiền trên sẽ được giải ngân và phân bổ như thế nào. Sau đó người ta đã phát hiện ra rằng gói viện trợ khủng này thực chất lại chảy vào túi của Hoa Kỳ. Tức là họ chỉ đang ném tiền từ tay trái sang tay phải của mình. Điều này làm tăng thêm nhận thức rằng không có món quà nào từ trên trời rơi xuống và càng không có ai cho không ai cái gì. Như chúng ta đã biết, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo ngân sách của đất nước cho năm tài chính 2023, khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la, trong đó quy định về việc phân bổ 44,9 tỷ đô la để trợ giúp cho Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Oksana Makarova cho biết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng Hạ viện sẽ bỏ phiếu về ngân sách vào thứ Sáu và sau đó nó sẽ được Tổng thống ký thông qua. Theo công bố của Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ thì gói viện trợ trị giá 44,9 tỷ USD được phân bổ như sau. 28,4 tỷ viện trợ quân sự. Đặc biệt, số tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp cho quân đội Ukraine trang thiết bị, vũ khí, đạn dược, thiết bị trinh sát cũng như là bổ sung cho kho thiết bị và vũ khí của Mỹ trước đây đã chuyển giao cho Ukraine. 13,37 tỷ hỗ trợ kinh tế sẽ được phân bổ để khôi phục an ninh năng lượng của Ukraine và các nhu cầu cơ sở hạ tầng khác cũng như giúp đỡ các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. 4,92 tỷ viện trợ nhân đạo sẽ được gửi để đáp ứng nhu cầu nhân đạo của Ukraine, người tị nạn Ukraine và các bộ phận dân cư dễ bị tổn thương khác. Tuy nhiên, trên thực tế thì dòng tiền này nó lại đi vòng vòng như thế này. Đối với gói viện trợ 28,4 tỷ viện trợ quân sự, bao gồm 11,88 tỷ USD để thay thế các vũ khí trong kho vốn đã được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Tức là Mỹ sẽ chuyển ngay số tiền này vào tổ hợp công nghiệp quân sự của mình. Sau đó họ sẽ lấp đầy kho dự trữ bằng những loại vũ khí mới toanh. 7 tỷ đô la khác cho Bộ Tư lệnh Chiến trường Châu Âu của Hoa Kỳ. Còn 9 tỷ đô la, tức là chưa đến 1/3 tổng số tiền hỗ trợ quân sự, sẽ được dùng để cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine mọi thứ cần thiết, từ thiết bị cho đến tình báo. Thế nhưng, những hoạt động tình báo và cả các thiết bị tình báo lại là của Mỹ. Cho nên, tất nhiên Lầu Năm Góc là người nắm số tiền này. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích đến khoản 13,37 tỷ USD là gói hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. Hóa ra, nó lại không phải dùng để bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách 36 tỷ USD mà Ukraine đang phải gánh chịu. Trước đây, phương Tây vốn đã hứa hẹn sẽ lấp đầy khoản thâm hụt này cho Kiev. Nhưng bây giờ đây, các khoản viện trợ thực sự tạo ra thu nhập cho các cơ cấu và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Điều này chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ trong viện trợ nhân đạo. 4,92 tỷ đô la đã được phân bổ. Có tới một nửa trong số này sẽ được chuyển giao cho Bộ Y tế Hoa Kỳ với danh nghĩa là để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine. Như vậy thì có thể thấy rằng 45 tỷ đô la thực sự không chảy hoàn toàn vào ngân sách của Ukraine. Nó được phân bổ và giải ngân theo cách khéo léo cho chính các tổ chức của Hoa Kỳ. Tiền được ném từ tay này sang tay kia và nó chẳng mất đi đâu cả. Nhưng cây đắng nằm ở chỗ, nó lại trở thành một khoản nợ quốc gia mà Ukraine phải gánh chịu. Khoản nợ mà đất nước và người dân Ukraine không được hưởng lợi lộc đáng kể gì từ đó. Và con cháu của họ sẽ phải è lưng ra mà gánh nợ quốc gia. Nói như vậy để có thể thấy rằng, cuối cùng, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia trục lợi nhiều nhất trong thương vụ viện trợ cho Ukraine. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà truyền thông phương Tây nói rằng chuyến công du của Tổng thống Ukraine Zelensky đã thất bại. Người Ukraine không chỉ không nhận được các loại vũ khí tối tân, mà tự nhiên họ còn phải cõng thêm một khoản nợ kếch xù trên danh nghĩa, mà thực tế thì chẳng nhận được bao nhiêu đô la. Hoàn toàn là hữu danh vô thực. Nếu như đây là tổn thất của người dân Ukraine trong tương lai, thì trên chiến trường họ cũng đang tổn thất nặng nề vì vấn đề đạn dược. Và chúng tôi xin lưu ý, đây không phải là thông tin từ Nga, mà là từ chính truyền thông phương Tây. Tổn thất nặng vì thiếu đạn dược.
Tờ New York Times đã đăng tải một bài báo có tiêu đề là Ukraine chuẩn bị cho năm thứ hai tham chiến, viễn cảnh bế tắc đang diễn ra. Trong đó, tác giả bài báo viết rằng quân đội Ukraine đang kiệt sức và kho đạn dược được phương Tây cung cấp cho Kiev cũng chẳng còn là bao. New York Times viết, quân đội Ukraine đã phải trả giá bằng hàng nghìn sinh mạng binh sĩ vì đã cạn kiệt kho đạn dược, đặc biệt là đạn pháo. Bài báo cho biết rằng Mỹ không có khả năng sản xuất đủ số vũ khí mà quân đội Ukraine cần để vượt qua Nga trên chiến trường. Ukraine sẽ khó lấy lại những vùng lãnh thổ rộng lớn mà họ đã phải mất trong năm nay. Đồng thời, các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào các căn cứ và đường tiếp tế của Nga là không đủ để đẩy binh lính Nga ra khỏi những khu vực tập trung của đất nước, bài báo viết. Trong tình huống thế này thì một thông tin gây sốc đã được truyền thông đăng tải. Đó là Ukraine cho binh lính dùng thuốc kích thích tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Trước đây, chúng tôi đã nghe thấy cáo buộc này từ phía Nga, nhưng khi đó thì chúng tôi cho rằng đây chỉ là một thông tin giả trong cuộc chiến thông tin mà hai bên đã áp dụng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu về vấn đề, chúng tôi đã bị sốc trước đó. Ví dụ, vào ngày 13 tháng 12, Euractiv đã đưa tin tại hải cảng lớn nhất châu Âu, Rotterdam, trong năm 2021 đã có 70 tấn ma túy bị thu giữ, tăng 74% so với năm trước. Đây là một con số kỷ lục. Và người ta còn chưa tính đến hàng nghìn tấn hàng cấm đang tự do lưu thông ở châu Âu. Theo Trung tâm Giám sát Ma túy châu Âu, dữ liệu chỉ ra rằng các khu vực láng giềng phía đông của Liên minh châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng việc sử dụng thuốc tổng hợp, đặc biệt là ở Belarus, Moldova và Ukraine. Hơn nữa, theo cơ quan này thì việc mua bán chúng đặc biệt đã được phát hiện ở Ukraine. Ukraine đang làm gì với số lượng lớn những chất cấm như thế? Nó đang được dùng để ức chế thần kinh chiến binh, khiến cho những người lính quên đi đau đớn và mệt mỏi để chiến đấu như một cỗ máy. Thường thường thì những loại thuốc kích thích hệ thống thần kinh trung ương có thể làm giảm sự mệt mỏi, đồng thời tăng cường sự tỉnh táo và cảm giác lâng lâng. Nếu như ai đã từng đọc cuốn Nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử thì đều biết rằng tốc độ là bản chất của chiến tranh. Mặc dù Tôn Tử tất nhiên không nghĩ đến các chất kích thích thần kinh, nhưng chắc chắn ông ấy biết rằng sức mạnh tinh thần sẽ mang đến chiến thắng trên chiến trường. Sau này người ta đã phát hiện ra rằng amphetamine, thường được gọi là thuốc kích thích hoặc là thuốc tốc độ, có thể làm giảm mệt mỏi và thèm ăn, đồng thời tăng sự tỉnh táo và cảm giác sảng khoái. Thực tế đây không phải là điều gì mới mẻ. Trong Thế chiến thứ hai, các lực lượng Nhật, Mỹ và Anh đều đã tiêu thụ một lượng lớn amphetamine. Nhưng người Đức mới là những người sử dụng nó sớm và nhiều nhất. Đức Quốc xã đã đi tiên phong trong việc sử dụng chúng trên chiến trường trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tạp chí Times đã viết về điều này với một bài báo có tiêu đề Làm thế nào mà methamphetamine trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quân sự của Đức Quốc xã? Những thử nghiệm quân sự thực tế đầu tiên đối với các loại thuốc như vậy trên thực địa đã diễn ra trong cuộc xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939. Đến tháng 10, Đức đã chinh phục nước láng giềng phía đông, tiêu diệt 100.000 binh sĩ Ba Lan trong cuộc chiến xâm lược. Cuộc chiến này của Đức đã diễn ra với tốc độ chớp nhoáng và khiến đối phương bất ngờ vì tốc độ tiến công chưa từng có. Những người lính như cỗ máy chỉ xông thẳng về phía trước mà không có cảm giác mệt mỏi hay đau đớn, ngay cả khi họ bị thương. Bây giờ đây, lịch sử có vẻ đang lặp lại đối với quân đội Ukraine. Lính Ukraine vì sao không biết mệt mỏi? Tại sao phương Tây không báo cáo về nó? Có lẽ bởi vì Ukraine đang cung cấp cho binh lính của mình những loại thuốc giống như loại thuốc đang được sản xuất trong phòng thí nghiệm sinh học của họ. Republic World đã báo cáo rằng quân đội Donetsk khám phá ra các phòng thí nghiệm đang phát triển thuốc chiến đấu cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Người dân Donetsk đã phát hiện những người lính Ukraine cư xử không phù hợp và có đôi mắt hoang dại. Quý vị có thể thấy, liệu người lính nào sẵn sàng lao vào cuộc chiến như thiêu thân khi mà họ biết rằng mình không thể giành được chiến thắng? Tổng tư lệnh Ukraine Zelensky và chế độ của ông ấy không quan tâm đến binh lính Ukraine. Để giành được chiến thắng, họ sẽ thúc đẩy bản năng động vật trong những người lính. Đây là những hành động vô nhân đạo nhất chỉ tồn tại trong thời phát xít. Thực tế thì không ít chính trị gia đã coi chế độ Kiev là chế độ tân phát xít và cũng không ít các kênh truyền thông đưa tin về chủ nghĩa phát xít đã hồi sinh ở Ukraine. Hôm nay, chính trị gia Hoa Kỳ và ứng cử viên cho chức tổng thống bang Kentucky, Jeffrey Young, đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng: "Tôi ghê tởm việc mọi đảng viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu ủng hộ thêm vũ khí và tiền cho chính phủ quốc xã ở Ukraine. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ bỏ phiếu chống lại toàn bộ Đảng Dân Chủ tham nhũng, những kẻ ủng hộ chiến tranh và đế quốc." Đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như những cáo buộc tưởng chừng là vô lý của Nga ở thời đầu khi cuộc chiến Ukraine chưa nổ ra đang dần dần trở thành hiện thực. Các nhà lãnh đạo Nga đã từng tuyên bố kiên quyết phi quân sự hóa, phi phát xít hóa ở Ukraine. Bây giờ đây, ngày càng có nhiều chính trị gia có đồng quan điểm với nhận thức của Nga về vấn đề này. Và điều đó sẽ tạo thành một hành lang pháp lý để Nga có thể dễ dàng hơn trong cuộc chiến của mình.
các nhà lãnh đạo Nga thị sát tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Vào hôm 23 tháng 12, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Tula, thành phố của những tay súng Nga. Ông Putin dự kiến tham gia một cuộc họp để thảo luận về vấn đề đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang tham gia vào chiến dịch đặc biệt. Ông cũng sẽ đến thăm cục thiết kế dụng cụ Sifunov, nơi chế tạo các hệ thống vũ khí khác nhau. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã bay tới Irkutsk để đến thăm công ty sản xuất quốc phòng Kalashnikov. Ông đã được giới thiệu đến những mẫu súng máy và súng bắn tỉa mới nhất, đạn dẫn đường chính xác và hệ thống phòng không cơ động do xí nghiệp này sản xuất. Ông Shoigu nhấn mạnh rằng trong năm tới, các mệnh lệnh quốc phòng liên quan tới cung cấp vũ khí sẽ được tăng lên đáng kể. Tất cả những điều này nói lên rằng Nga không gặp vấn đề gì với việc thay thế nhập khẩu trong lĩnh vực quốc phòng. Về vấn đề này, Eurasia Daily đã trích dẫn lời của Phó Ban Duma Quốc gia Nga Mikhail Teryakin, nói rằng Nga sẽ không gặp vấn đề gì với việc nhập khẩu trong lĩnh vực quốc phòng. Bất chấp mọi nỗ lực mạnh mẽ của kẻ thù nhằm cắt đứt mối quan hệ hợp tác, lệnh quốc phòng đang được thực hiện thành công về số lượng và được kiểm soát về chất lượng. Ví dụ nổi bật nhất đó là những lời tuyên bố rằng Nga đã hết tên lửa, nhưng sau đó họ bất ngờ phát hiện ra các bộ phận tên lửa vẫn được sản xuất thành công vào mùa hè và mùa thu năm nay. Còn Phó Tổng Duma Quốc gia Andrei Gurulev thì lưu ý rằng việc xuất khẩu song song đang diễn ra. Điều này cho thấy nước Nga không có sự cô lập. Thời của Liên Xô đã qua và chúng ta sẽ không thể xây dựng một nền kinh tế tự cung tự cấp, có thể tự cung tự cấp toàn bộ các loại sản phẩm. Trong thế giới hiện đại, điều này là không thể. Chiến lược này sẽ khiến bạn bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Về vấn đề này, rõ ràng là chúng ta đang quay lưng lại với châu Âu và Hoa Kỳ để hướng tới các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, châu Mỹ Latin và các khu vực vĩ mô khác không phụ thuộc vào Washington. Nhiều điều đã được thực hiện. Ví dụ, quyết định về việc nhập khẩu song song đã giúp chúng ta thể hiện thái độ thực sự của phương Tây. Không ai bị mất lợi nhuận, vì vậy sẽ không ai thực sự gây trở ngại cho nhu cầu hàng hóa. Ngay cả những người Ukraine cũng đã xác nhận tính chính xác của các tuyên bố trên. Đặc biệt là chuyên gia kinh tế Oleg Pendin đã lưu ý rằng sự suy yếu của đồng rúp so với đồng đô la là bằng chứng cho thấy rằng Nga đang xây dựng các kế hoạch nhập khẩu song song và bắt đầu mua hàng với số lượng lớn cho cả nhu cầu quân sự và các sản phẩm dân sự. Điều này đã làm tăng nhu cầu về tiền tệ. Ông nói, người Nga đã và đang tìm cách để lách các lệnh trừng phạt. Đây là một điều rất nguy hiểm, đặc biệt khi họ tiếp tục sản xuất tên lửa hành trình. Người ta đã tìm thấy các bộ phận được sản xuất tại châu Âu trong xác máy bay rơi ở Ukraine. Còn cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter thì nói rằng Nga có tất cả các nguồn lực cần thiết nhờ vào chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Ông Ritter nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jardin Freedom vào ngày 23 tháng 12. Vào hôm thứ Tư, tại một cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng, ông Putin nói rằng Nga sẽ cải thiện lực lượng vũ trang và toàn bộ thành phần quân sự nhà nước một cách bình tĩnh, nhịp nhàng và không ồn ào. Sĩ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng chiến thuật này cho thấy Nga sẽ không bị cạn kiệt, giống như phương Tây. Nga đã dọn sạch tất cả các kho vũ khí để bơm vũ khí vào Ukraine. Bên cạnh đó, ông Ritter cũng ca ngợi hành động của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh NATO càng ngày càng gây hấn. Ông ấy cũng nhắc lại rằng liên minh đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ba Lan và cũng có ý định sẽ tiến gần hơn đến biên giới của Nga thông qua sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Và hẳn là quý vị còn nhớ sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước, ông Putin đã từng phát biểu: tất cả chúng ta đã chịu đựng và hy vọng vào một thỏa thuận hòa bình. Sau đó chúng ta nhận ra, hóa ra mình bị dắt mũi. Bây giờ đây, các nhà lãnh đạo Nga đang chứng minh cho phương Tây thấy rằng người Nga có thể cả tin, nhưng họ không hề ngu ngốc. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.